Xin chào tất cả các bạn. Đây là một học viện của Rabel. Ông đang phân tích về kỹ thuật backhand và một số những cái lỗi sai của kỹ thuật backhand. Và đây là học trò của học viện Rabel. Đây là huấn luyện viên đang cho học trò đánh backhand và bắt lỗi kỹ thuật. Chúng ta quan sát học trò đang bị lỗi, đó là không tạo được bóng xoáy để tạo ra qua sân. Đường bóng thấp quá, thiếu đường cao. Đấy, khi huấn luyện viên giải thích thì học trò đã đánh được một số quả bóng qua sân. Đó. Đấy, nhưng bóng lại rơi hơi ngắn. Và bây giờ ông huấn luyện viên này đang sửa cái tay cầm cho học viên. Đầu tiên thì ông ấy giải thích cái tay cầm phải cầm cán số 2. Và cái gậy này nó sẽ giúp cho cái mặt vợt nó vuông góc. Đó. Điểm tiếp xúc bóng phải là vuông, hay còn gọi là song song. Lúc này là xoay, mặt vợt phải ổn định. Và đi theo tường từ thấp lên cao. Điểm tiếp xúc bóng phải là vuông, vuông hoặc là vuông với lại hàng rào và song song với baseline, và kết thúc phải cao. Đây là tay cầm của bé đang bị sai. Đấy. Đấy. Đây là cái tay trái là đang cầm cán số 5 bị lỗi. Còn cái tay phải thì lại cầm vào cán số 1. Và huấn luyện viên đang sửa là cầm vào cán số 2. Còn cái tay trái là phải cầm vào cán số 3. Đấy. Còn nếu cầm như thế này là đang bị lỗi. Full pattern là sẽ bị sai, mặt vợt sẽ bị nghiêng. Và tiếp xúc bóng sẽ thường bị tiếp xúc bóng. Đấy. Còn khi tiếp xúc bóng là mặt vợt phải vuông. Đấy, và bây giờ huấn luyện viên cho học trò đánh bằng một tay, gần như là thực hiện bằng tay trái. Đấy, sử dụng ông đang giải thích là cái việc tay cầm rất là quan trọng. Đấy, thực hiện tay cầm và yêu cầu cái tay cầm phải xa cái thân người. Tức là cái cán vợt phải hướng vào cán vợt và đầu vợt phải gần như vuông góc với lưới. Sau đó là xoay thân, xoay vai, đưa mặt vợt vuông góc ở điểm tiếp xúc. Cái đầu vợt bao giờ phải thấp hơn, khuỷu tay thả lỏng. Thư giãn cái đầu vợt để làm sao cái đầu vợt phải cao hơn cổ tay. Đấy. Đầu vợt phải thấp hơn cổ tay, sau đó dẫn bóng tiếp xúc, kết thúc cao. Và bây giờ ông sẽ tung bóng và đánh bằng một tay, thấp lên cao. Đấy, rất tốt. Đó. No. Ông đang giải thích là cái tay trái kết thúc là phải vòng qua thân người và lúc đó đưa cao cái khuỷu tay lên. Chứ không được phép sử dụng là gập cổ tay. Rất nhiều học viên bị lỗi sai đó là gập cổ tay, mà phải dẫn theo quả bóng, dẫn dài theo quả bóng, chuẩn bị đánh. Đấy, rất tốt. Đẩy cái hông, tiếp xúc bóng. Và bây giờ ông bảo sẽ tiếp xúc bóng.
cái điểm tiếp hai cái tay cầm rất là quan trọng vì cô bé này đang bị sai và ông bảo là phải thẳng cái bàn tay, sau đó là ôm đều phủ vào bàn tay và thả lỏng. Ông bảo là thẳng cái bàn tay, sau đó là thư giãn. Đấy, đây là bài tập sửa lỗi rất tốt. Đấy, và VNTA luôn luôn theo dõi những cái video của các học viện trên thế giới để áp dụng cái phương pháp tiên tiến nhất để sửa lỗi cho học trò và đã có những cái thành tích rất tốt trong cái thời gian vừa rồi. Đấy, chúng ta quan sát cái bàn tay của em cũng như là cái chuôi vợt của em đã hướng vào, không bao giờ được phép là chọc cái nọ trượt lên rời mà ta gần như vuông góc. Đấy, không được phép gập, không được phép ngửa và vuông vuông góc. Đấy, và cái chuôi vợt luôn hướng về phía trước, anh gọi là vuông góc mây lưới. Đấy, ông bảo là thả lỏng cái bàn tay trái, tay phải, rồi sau đó là drop đầu vợt xuống, thả đầu vợt xuống. Đầu tiên là đầu vợt cao hơn, sau đó đầu vợt lại thấp hơn cổ tay, cao hơn cổ tay, sau đó thấp hơn cổ tay. Sau đó là ông không được phép bẻ cái cổ vợt về phía sau mà luôn luôn vuông góc. Đó, sai, thư giãn, đúng là rất tốt, rất tốt. Nói chung là đã bị sai thì phải giải thích rất là nhiều và phát triển bộ não thì mới tiến bộ được. Xoay cái hông. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video.